Nhà đất Hùng trên kênh YouTube bán nhà Gò Vấp Tân Bình quận 12, cũng trên hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage và website nhà đất hùng.com. Ngày hôm nay sẽ đến với trục đường Nguyễn Văn Lượng, phường 16, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta đến với một căn nhà ngang 4m, độ dài 15m, có sân đậu xe hơi, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu. Có sân đậu xe hơi riêng, phòng khách, phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông, phù hợp cho đại đình mình thuộc phong thủy là đông tứ trạch, và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà. Căn nhà nằm trong một khu phố đồng bộ, chỉ có một mặt nhà thôi nha quý vị, rất là mát mẻ. Kề bên Lotte Mart quận Gò Vấp trên trục đường Nguyễn Văn Lượng và vị trí rất là đẹp, đắc địa, hẻm xe hơi vào tận nhà. Khu đồng bộ 50 căn và đây là mặt tiền mặt chính căn nhà, một căn nhà phố hiện đại tặng kèm khu nội thất bên trong. Và chúng ta sẽ cùng Hùng tham quan con đường trước nhà này. Con đường trước nhà là con đường 5m xe hơi vào tận nhà và khu này có rất là nhiều cây xanh, thoáng mát, đẹp và sang trọng nha quý vị. Cách mặt tiền đường chính đường Nguyễn Văn Lượng khoảng chừng 100m thôi. Và chúng ta sẽ cùng Hùng di chuyển vào bên trong căn nhà này nha quý vị ơi. Căn nhà có sân đậu xe hơi riêng, có lớp cổng sắt bên ngoài, bên trong có một cây khế này và một khoảng sân 5m đậu xe hơi. Nhà thiết kế có lửng, không gian thoáng sáng với phòng khách bên dưới, phòng bếp trên tầng lửng, 3 phòng ngủ và phòng giặt, phòng thờ cũng như sân thượng trước sau. Hướng nhà là hướng đông và chúng ta sẽ cùng Hùng chiếu lên mặt tiền mặt chính căn nhà này. Căn nhà này vị trí rất là gần với Lotte Mart quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đi ra Lotte Mart khoảng chừng 2 phút thôi nha quý vị, đi bộ thôi. Nhà thì bên trong đây còn một lớp cửa nhôm sinh pha nữa nha quý vị ơi. Nhà thì bên trong có phòng khách với không gian phòng khách rất là rộng, phía dưới được ốp sàn 80, hai bên tường có ốp nhựa trang trí dán giấy và treo tranh kết hợp với tủ kệ, tivi, sofa. Phía trên là trần thạch cao, đèn chiếu sáng. Đây là khu vực bên trên trần này, với đèn thả chiếu sáng nhé, và tranh ảnh trang trí cũng như là có màn rèm. Nhà có 3 phòng ngủ master, có phòng vệ sinh, có bồn tắm nằm, và căn nhà chúng ta thì có 4 phòng vệ sinh. Với hướng nhà là hướng đông và vị trí căn nhà đang nằm sát bên Lotte Mart quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Vị trí rất là đắc địa, phù hợp đại đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa. Khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong sẽ được chủ nhà để lại hết và chúng ta chỉ việc xách ba ly quần áo về ở thôi. Cuối nhà thì sẽ có phòng vệ sinh và giếng trời. Đây là phòng vệ sinh cuối nhà này. Hùng quay ngược từ phía sau ra phía ngoài cho mọi người nhìn này. Ngang 4m, độ dài 15m, xây dựng kiên cố, sổ hồng riêng, với giá bán 8 tỷ 250 triệu đồng còn thương lượng, hỗ trợ vay ngân hàng. Rất hiếm những căn nhà mà có sân đậu xe hơi, được xe hơi từ 4 đến 7 chỗ như quý vị, như này nha quý vị. Chỉ có căn này thôi. Hùng xin mời quý vị chúng ta cùng Hùng lên tham quan không gian tầng lửng, phòng tiếp khách, phòng bếp nha. Cầu thang thì ốp đá hoa cương màu trắng với kính cường lực 10 ly và tay vịn của cam xe. Trên không gian tầng lửng sẽ là phòng bếp với bộ bàn ăn 6 ghế tặng kèm, những bức tường nội ốp nhựa trang trí kết hợp với đèn chiếu sáng. Và tủ kệ bếp trên dưới đều làm bằng chất liệu gỗ ăn cường, có phủ acrylic bóng gương. Có khu vực để tủ lạnh rộng, phía cuối thì có giếng trời và bếp thì gia chủ có gắn sẵn bồn rửa chén bát, giác kệ để chén bát và có sẵn khu vực đặt bếp âm, lò ghi sóng và khu vực tủ để rượu nha quý vị. Đây là không gian bếp của căn nhà trên tầng lửng, một không gian bếp rất là đẹp. Nhà này phù hợp cho đại gia đình ở ít người, những cặp vợ chồng trẻ thích những căn nhà gần siêu thị để có thể đi mua sắm và vui chơi thể dục thể thao hàng ngày. Vị trí căn nhà này thì cũng nằm sát bên khu vui chơi của khu dân cư Cityland, như là đài phun nước, rồi trung tâm thương mại, siêu thị, di chuyển đi lại rất là thuận tiện. Ở đây thì chúng ta có thể đi bộ ra các khu vui chơi giải trí của khu vực trung tâm phường 10 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Lên trên lầu, quý anh chị sẽ cùng Hùng đến với không gian các phòng ngủ. Quý anh chị, những vị khách hàng quan tâm đến căn nhà này có thể gọi trực tiếp cho Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta sẽ cùng Hùng bước vào không gian phòng ngủ đầu tiên, phòng ngủ master của căn nhà. Phòng ngủ này thì sẽ có giường ngủ 2m, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, tủ áo, tủ kệ tivi, máy lạnh tặng kèm và có cả sofa nữa nha quý vị. Đây là phòng ngủ master. Mỗi lầu thì chỉ có một phòng thôi. Với không gian phía trước là cửa lùa 4 cánh ra khu vực ban công. Ngoài ban công thì có trồng cây xanh và có ốp nhựa ngoài trần, tạo cho một không gian căn nhà vô cùng thoáng mát. Bên này là tủ áo và tủ kệ tivi. Với mỗi lầu thiết kế một phòng như thế này thì cái phòng ngủ của căn nhà thì sẽ rất là rộng và
đẹp nha quý vị. Một căn nhà đẹp, phía dưới sàn thì có ốp gạch giá gỗ và tường thì có dán giấy treo tranh cũng như là có đèn led. Tất cả phòng ngủ đều có vệ sinh riêng với bồn cầu, lavabo rửa mặt được đặt bên ngoài, bên trong là vòi tắm hoa sen, bồn tắm nằm, có một phòng có bồn tắm nằm này quý vị. Đây là phòng vệ sinh có bồn tắm nằm. Nhà có 3 phòng ngủ, không gian rất thoáng và sáng. Nội thất bên trong vô cùng đẹp và cao cấp với giá bán gia chủ đang chào ra là 8 tỷ 250 triệu đồng, còn bớt thêm cho quý anh chị thiện chí mua nhanh. Quý vị khách hàng quan tâm đến căn nhà này thì có thể liên hệ trực tiếp với Huy Hùng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Huy Hùng sẽ dẫn mọi người đi xem tham quan, chọn lựa và sở hữu căn nhà với giá cực kỳ tốt, ưu đãi và hấp dẫn. Trên lầu thì chúng ta sẽ cùng Hùng đến với không gian phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 2, đây cũng là một phòng ngủ rất là lớn với giường ngủ, chăn ga gối nệm, bàn trang điểm, phía trước là cửa lò 4 cánh đặc khu ban công. Ngoài ban công thì có trồng cây xanh, có ốp nhựa trang trí, có bàn làm việc, bàn trang điểm, bàn học và có giường ngủ 2m, tủ áo đụng trần, máy lạnh được trang bị sẵn. Phòng này thì cũng quá là rộng và đẹp nha quý vị. Có vệ sinh trong luôn. Hãy liên hệ cho Huy Hùng để có giá tốt khi mua, hỗ trợ vay ngân hàng lên 60 đến 80% và hỗ trợ thương lượng trực tiếp với chủ nhà để có giá tốt cho quý anh chị mua được căn nhà hợp lý. Lên lầu 3, chúng ta sẽ đến với không gian phòng ngủ số 3 cũng như là khu vực không gian phòng giặt và khu vực phơi đồ. Quý anh chị đang tham quan trực tiếp căn nhà với diện tích ngang 4m2, 4m, độ dài 15m. Thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, nằm trên trục đường Nguyễn Văn Lượng, ngay khu vực Lotte Mart, đối diện cổng Lotte Mart, phường 17, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Một vị trí quá đẹp và đắc địa, phù hợp cho gia đình chúng ta vừa ở vừa làm phòng công ty cho thuê, kinh doanh bán làm showroom spa, đường trước nhà 5m, xe hơi vào tận nhà. Và giá bán gia chủ đang chào bán là 8 tỷ 250 triệu đồng, tặng kèm full nội thất khi mua. Nhà thì có 4 phòng vệ sinh, đây là phòng vệ sinh của phòng ngủ số 3, cũng là phòng cuối cùng của căn nhà. Quý chị xem thêm nhiều nhà khác trên địa bàn quận Gò Vấp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có thể truy cập thêm vào hệ thống Zalo, Facebook, Fanpage Nhà Đất Huy Hùng bán nhà Gò Vấp, Tân Bình và quận 12, cũng trên hệ thống website nhadathuyhung.com để xem thêm nhiều những mẫu mã nhà đẹp nha. Quý chị xem video bên kênh YouTube thì nhớ đăng ký kênh, bấm chuông, nhấn like để liên tục được cập nhật những video mới nhất, những sản phẩm nhà bán mới đẹp nhất bên em chào bán và quay trực tiếp gửi đến quý chị khách hàng. Đây là một căn nhà rất là gần Lotte, khu vực sân thượng này. Và Hùng sẽ quay cái lúc gần Lotte cho mọi người nhìn nhé. Đây, Lotte Mart này mọi người. Ôi, Lotte Mart quận Gò Vấp nhé. Chỗ này chúng ta đi bộ ra chỉ có khoảng tầm 2 phút thôi. Kề bên là khu dân cư Cityland này. Chúng ta thấy khu dân cư Cityland không? Rất là gần nha mọi người. Với giá bán là 8 tỷ 250 triệu đồng còn thương lượng thêm. Hãy gọi cho Huy Hùng để có giá tốt, hướng nhà là hướng đông. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.